Kem B5 là sản phẩm kem quốc dân đang nhận được rất nhiều sự yêu thích của các tín đồ skincare. Liệu kem B5 có phải dòng sản phẩm thần thánh cho các thánh đồ trị mụn không? Và mặc dù phủ sóng rộng rãi, thế nhưng không ít trường hợp người dùng kem B5 bị nổi mụn. Vậy nguyên nhân do đâu và nên khắc phục tình trạng trên như thế nào? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích cho những bạn nào vẫn còn thắc mắc, để cho bạn hiểu và mua đúng loại sản phẩm để không phí tiền nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem B5 có trị mụn không? Thì câu trả lời là có nhé, tuy nhiên thì hiệu quả trị mụn không cao đâu, mà tác dụng chủ yếu là ngừa mụn tái phát ạ. Vì vậy nên bạn chỉ nên dùng kem B5 với mục đích phục hồi da và làm mờ sẹo thôi nhé. Được biết, kem B5 có tác dụng trên là do chứa các nguyên tố vi lượng như zinc gluconat, mangan gluconat, copper gluconat. Những chất này sẽ hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, nhưng hàm lượng khá thấp nên cho hiệu quả không cao như những sản phẩm trị mụn khác. Có nhiều nguyên nhân khi bạn dùng kem B5 mà bị nổi mụn. Nguyên nhân đầu tiên là bạn mua phải kem giả nhái. Kem B5 là dòng kem dưỡng da cực kỳ hiệu quả nên hàng giả rất nhiều. Bạn có thể xem video phân biệt hàng thật giả bên dưới mô tả xem bạn đã mua đúng hàng thật không nhé. Khi dùng phải kem giả, da rất dễ nổi mụn vì các thành phần trong kem giả có chứa nhiều thành phần có tác dụng hiệu quả nhanh trên da, nên nó dễ làm mất lớp bảo vệ da, làm mất cân bằng da, dẫn đến da dễ bị mụn sau một thời gian dùng hoặc bị mụn ngay sau khi dùng kem vài ngày. Và nguyên nhân thứ hai ít gặp hơn là do da bạn không hợp với kem B5 này. Thực tế là không phải loại mỹ phẩm nào cũng hợp với mọi loại da, nên sẽ có một số ít người không hợp với kem B5 dẫn đến sử dụng sản phẩm bị mụn. Thế nên khi mua hàng mà người bán cứ cam kết chắc chắn bạn dùng sẽ đẹp, thì bạn nên xem xét lại. Không có gì là chắc chắn 100% cả nhé. Kem B5 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem B5 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.